gia đình giàu nhất Anh lãnh án tù ở Thụy Sĩ. Tờ The Guardian đưa tin tòa án Thụy Sĩ hôm 21 tháng 6 công bố bản án cho 4 thành viên của gia tộc Hinduja giàu nhất nước Anh vì tội bóc lột nhiều người giúp việc Ấn Độ. Tỷ phú Hinduja và người vợ Kamal mỗi người lãnh án 4 năm và 6 tháng tù giam, trong khi con trai Ajay và con dâu Namata bị tuyên 4 năm tù giam. Ông Ajay Hinduja và vợ Namata ra hầu tòa ở Geneva hôm 10 tháng 6 trước tòa. Phía công tố trình chứng cứ cho thấy 4 bị cáo có hành vi buôn người, cụ thể là đưa người giúp việc hầu hết mù chữ từ Ấn Độ đến dinh thự ở Geneva, Thụy Sĩ, tịch thu hộ chiếu của họ và buộc phải làm việc 16 giờ một ngày mà không trả tiền ngoài giờ. Những người giúp việc chỉ được trả từ 6,3, 11,4 triệu đồng một tháng, tức mức lương thấp hơn 90% so với thu nhập lẽ ra phải được hưởng ở Thụy Sĩ. Tiền công được trả bằng đồng rupee bằng cách chuyển thẳng vào tài khoản ở Ấn Độ. Với khối tài sản ước tính 47 tỷ USD, gia tộc Hinduja đứng đầu danh sách người giàu ở Anh do tờ The Sunday Times tổng hợp.